Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các đồng chí, chào các bạn. Vẫn cảm ơn các đồng chí và các bạn đã đăng ký kênh YouTube của mình. Lời đầu cho mình gửi lời tới những đồng chí nào đã gọi điện, nhắn tin, bình luận đặt hàng mà mình chưa phúc đáp được, chưa triển khai được. Mong các đồng chí hai chữ lượng thứ, trân trọng, cảm ơn. Báo cáo với các đồng chí, vừa rồi có một thượng đế ở địa chỉ 274 Trần Hưng Đạo, hàng trạm Yên Thủy, Hòa Bình. Ngài đã trần văn chốt 5 cuốn băng cassette. Thì băng cassette hôm qua mình giới thiệu với lại các đồng chí rồi, mình có khoảng tầm ngót nghét 1.000 cuốn băng cassette. Kính thưa các loại nha. Đấy thì chủ lực của nó là có hai loại, một loại là 80.000 đồng một chiếc. 80.000 đồng một chiếc là gì? Là băng Maxen UD2, nó có hai màu, màu xám xám ấy và màu đen. Chương trình thì tùy ý, muốn chọn chương trình nào thì chọn nha. Đấy. Thế còn ví dụ như cái chương trình nào mà mình có đĩa thì mình thâu ở đĩa. Thế còn cái chương trình nào mà mình không có đĩa thì mình thâu ở lấy tín hiệu trên rời xuống. Đấy là mình cũng công khai như thế để cho các đồng chí thấy được nhá. Đấy. Thế còn về cái vấn đề chất lượng thì thôi khỏi miễn bản nhá, khỏi về bản. Trước khi gửi đi bao giờ cũng phải kiểm tra chất lượng âm thanh của nó ra làm sao. Đấy, nó thực hư như thế nào, nó có đủ tiêu chuẩn hay không. Là điểm thứ nhất, điểm thứ hai ấy là về cái vấn đề thâu băng. Là mình thâu luôn, không phải nhờ người khác thâu, thế nên là về chất lượng thôi khỏi về lăn tăn nhá. Đấy. Bây giờ lại tiếp tục phá một cái chiếc đài ra. Để cái gì mà còn dùng được thì đăng lên thì kiếm trái núi lo chuối, còn cái gì không dùng được thì chuyển sang Phan Đình Đáp. Đài sắp nội địa của Nhật Bản, đài sắp nội địa của Nhật Bản. Đấy, thế nhưng mà về cái hình thức của nó, cái mẫu mã của nó gì quá rồi, nó gọi là nó ghẻ lở hắc lào này, làm lên thì chắc chẳng bán được, nên thôi phá luôn nhá. Phá luôn cho nó rộng chỗ. Đấy. Đây. Phá luôn nhá. Đấy. Đây là cái phên radio của nó này, phên radio của nó này. Đấy, phên radio vẫn chạy bình thường, nhưng phên radio này không độ chế được vì phên radio này nó dò sóng điện tử thì chỉ lấy được một số linh kiện, ví dụ thạch anh các thứ thôi, còn IC thì ít lấy được lắm nha. Đây này. Đấy, phên radio này. Còn đây là tổng thể của cái máy ở nó để máy này. Đấy. Máy này thì mình cứ để nguyên cái cục này để mình thanh lý cho mấy anh em đồng nát này, người ta thích nha. Chứ tháo rời ra người ta không thích. Đấy, mình cứ để cả này. Để cả này để coi như thế là gọi anh em đồng nát đến kiếm quấy thuốc lào thôi nha. Đấy. Còn bây giờ là những cái sản phẩm này là còn dùng được. Đây là hai cái loa của nó. Hai con loa của nó dùng rất chi là tốt, nghe rất chi là to. Vì cái củ từ của nó to lắm. Đây này, cái củ từ của nó to tướng này mà. Đây này. Đấy, có tem sáp nhá. Đấy, tem vàng 4 ohm. Nó là loa trở như 6W. Đây này, công suất lớn nhất là 6W. Đấy, củ từ rất chi là to này. Đấy, mày côn to lắm đây này. Côn to như cái ống nước Phi 21 này. Loa zin thật chứ không phải zin là lời nói. Đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi nhá. Đấy, cho dùng cái thằng cu quan này, để kiểm tra là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là cũng đấu vào để nghe thử luôn nhá, đấu vào để nghe thử luôn. Đấy, nghe sướng cái lỗ nhĩ, thế nên là mới đăng lên bán nhá. Đấy, đây. Côn của nó như thế này. Đây, mặt đằng trước đây. Đây là một chiếc nhá. Sang đây này, một chiếc nhá. Bây giờ sang cái chiếc này là chiếc thứ hai này. Hai chiếc này giống hệt nhau nhưng mà mình không biết được cái nào là cái đực, cái nào là cái. Đấy. Đây nó bẩn lên, nó bẩn lên. Đấy. Sướng lắm, này sờ vào đây không biết sao sờ đây nhũn lắm như này. Đấy. Cái này là cái gân lụa. Đúng là gọi là mềm như lụa Hà Đông. Này. Đấy, mềm như lụa Hà Đông, hiền như sư tử Hà Đông nha. Đấy, có nhiều đồng chí bảo em là coi như là nhà em có sư tử Hà Đông nha. Hiền lắm, này. Đấy. Côn đẹp nhá, côn zin này. Sạch đẹp mực. Cái loa này củ từ của nó to như này, nó như loa Nga, mồm thì bé nhưng mà lại cái hậu thì lại to. Đây. Cái mặt đằng sau nha, rất chi là to, củ to. Cái loa Nga 10 AC, 15 AC vậy. Cái củ từ của nó phải đúng phải bằng cái miệng loa luôn, cái loa này vậy này. Này nhá, này củ nó to này. Tem sáp vàng óng ánh này. Đây. Đấy, mắc 6W, trở kháng là 4 ohm. Đấy. Hai cái loa không bán lẻ vì rời sinh ra nhá, rời sinh ra là nó có đôi cái lứa của nó, mình không lỡ lòng nào mà mình lại cắt duyên đi, thế nên là bao giờ cũng phải bán là bán cả hai. Tính ra là có 25.000 một chiếc, hai chiếc này bán 50.000 đồng, đã bảo bán để kiếm chai nút lo chơi uống nhá. Ơi, năm châm này nó lại hút ốc nhá, năm châm lại hút ốc. Đấy, này. Ốc bằng sắt đấy chứ ốc bằng nhựa thì nó chẳng hút đâu. Đấy, thế đây là cũng biến áp nguồn của nó, biến áp nguồn. Biến áp nguồn này thì người ta đã cuốn lại đây này.
người ta đã cuốn lại ra 9V, ghi rõ ra 9V, người ta đã cuốn lại rồi, nhưng mà chạy tốt nhá, chạy tốt, ổn định, không vấn đề gì cả. Đây cuốn lại, nhưng mà thợ này cũng thợ điện cơ, nhưng cũng thương loại điện điện cơ gọi là tay nghề cao nhé, nên là cuốn nhìn cũng sạch đẹp phết. Thế cái cục này ra 9V bán 50.000 đồng cả cái boy này, bán luôn cả hai cầu chì luôn, nôm na cả cái boy như thế này nhá. Cầu chì để nguyên trước khi gửi đi test luôn cho phát nữa, ra 9V nhá. Cái này ra nhiều mức điện áp chứ không phải nguyên 9V đây này. Đấy, 50.000 đồng. Khói về gì? Về độ chế cái gì, cái là cho nó ăn 220V. Ở đây là cái đài này nó đang chạy 9V, người ta ghi rõ rồi. Thế nhưng nó còn mấy cửa, nó ví dụ 5V hay 12V các thứ nhá. Thôi ngắn gọn như vậy. Nhắc lại với lại các đồng chí, đôi loa sáp như thế này. Đôi loa sáp như thế này, thanh lý 50.000 đồng nhá. Về độ chế cái gì thì sướng, loa đài thì Nhật Bản cơ chứ không phải loa gì đâu. Ví dụ những đồng chí nào mà ví dụ chạy loa vi tính và cái loa vệ tinh ở loa China về Phan Đình Đác với loa ID mà đưa cái loa này vào thì nghe thì thôi rồi nhá. Đấy, nguồn này cũng vậy, để độ chế cái gì độ chế cần chỉ có 50.000 đồng thôi. Đấy. Hôm nay xin phép dừng clip ở đây. Trân trọng cảm ơn các đồng chí. Chào thân ái. Xin chào.